Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn dự án là NFTML nhận token game nha các bạn. Thì tham gia vào dự án hôm nay các bạn sẽ nhận được là 5 token game với giá trị hiện tại dự án đang đưa ra đó là 25 đô. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, sau đó các bạn ấn start để cho với bot. Tiếp theo đó thì các bạn ở phần join airdrop. Sau đó thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì chúng ta join vào Telegram group, các bạn vào group. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh channel, các bạn vào Telegram channel. Chúng ta tiến hành join. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter. Các bạn vào Twitter. Trên Twitter các bạn ấn vào nút follow tiến hành theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Facebook, các bạn ấn vào Facebook. Trên Facebook các bạn tiến hành thích và theo dõi. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow kênh mạng xã hội Instagram, các bạn ấn vào Instagram. Thì trên Instagram các bạn ấn vào nút theo dõi dự án NFTML này nhé. Sau đó các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là join vào kênh Telegram channel liên kết với dự án, các bạn ấn vào promoter channel. Thì nguồn liên kết dự án hôm nay là nguồn Arabstar, các bạn bạn nào chưa join thì các bạn tiến hành join vào nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot. Chúng ta làm nhiệm vụ tiếp theo đó là follow Twitter trang liên kết với dự án và retweet lại Bintis, các bạn vào promoter Twitter. Trên nguồn Arabstar trên Twitter các bạn ấn vào nút follow nhé. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết lúc 9 giờ này, bài viết về nhận 5 token game này. Rồi đợi mình tí nha. Ok. Thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn một chia sẻ, chúng ta chia sẻ một cái trực tiếp nhé. Các bạn vào retweet từ bit lại, sau đó thì các bạn quay trở lại bot, các bạn ấn nút registration, chúng ta tiến hành điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì nó yêu cầu là nhập lại mã captcha. Thì nhập mã captcha thì các bạn dịch cái từ tiếng Anh ở trên đây ra này, các bạn dịch ra bằng tiếng Việt là cái gì thì các bạn chọn lại hình ảnh dưới đây nhé. Của mình là boss, có nghĩa là cái hộp đây này, mình sẽ chọn cái hộp. Ok, sau đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại email, thì các bạn điền lại email. Rồi gửi cho bot. Tiếp theo đó là địa chỉ ví BEP20, địa chỉ ví thì các bạn dùng ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là ví SailPay nhé. Các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái địa chỉ ví Binance Smart Chain của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó là tờ Twitter, link profile từ Twitter. Thì các bạn quay trở lại với cái mạng xã hội từ Twitter, các bạn về tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile. Sau đó các bạn copy lại cái link profile từ Twitter của các bạn. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot, các bạn dán cái link profile từ Twitter của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo là retweet link các bạn ạ. Ok, tiếp theo đó thì nó yêu cầu chúng ta điền lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ. Thì các bạn nhấn vào cái đường link này nhé. Các bạn ấn vào cái đường link này, chúng ta chia sẻ bài viết này. Thì ở cái bài viết này các bạn tiến hành like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ, chúng ta chia sẻ lại bằng bình luận nhé. Các bạn ấn vào watch tweet, tweet lại bằng bình luận ấy. Sau đó các bạn thêm hashtag trên đây, các bạn có thể là tag 2-3 người bạn trên đây nhé. Ok, sau đó các bạn ấn vào phần tweet, chúng ta đăng lại bài viết này. Sau đó các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn avatar, các bạn chọn một hồ sơ profile, các bạn chọn tiếp là tweet và reply, các tweet và đã trả lời ấy. Sau đó các bạn copy lại cái link bài viết bạn vừa chia sẻ nhé. Thì để copy được cái link bài viết, các bạn chọn vào dấu mũi tên lên ở dưới bài viết này. Sau đó các bạn chọn copy link to tweet. Tiếp theo đó các bạn quay trở lại bot,
Các bạn dán cái link bài viết đó vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì hỏi chúng ta đã join vào Facebook chưa, thì các bạn nút I have joined. Sau đó yêu cầu chúng ta là điền lại link Facebook, thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Facebook. Các bạn vào trang cá nhân Facebook của các bạn. Thì bên trong trang cá nhân Facebook của các bạn chọn phần dấu 3 chấm. Sau đó các bạn chọn sao chép liên kết vào trang cá nhân. Các bạn copy lại cái link profile Facebook của các bạn. Các bạn sao chép lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Facebook của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì hỏi chúng ta đã follow Instagram chưa, thì các bạn nút I have joined. Sau đó yêu cầu chúng ta điền lại link profile Instagram. Link profile Instagram thì các bạn quay trở lại với mạng xã hội Instagram. Các bạn nhấn vào cái avatar của các bạn này. Thì bên trong trang cá nhân Instagram của các bạn copy lại cái link profile Instagram của các bạn nhé. Các bạn sao chép lại. Sau đó các bạn quay trở lại bot. Các bạn dán cái link profile Instagram của các bạn vào đây và gửi cho bot. Tiếp theo đó thì các bạn ấn vào nút I have joined. Tiếp tục các bạn ấn vào nút I have joined luôn. Ok, sau đó thì các bạn có thể ấn vào phần main menu. Sau đó các bạn ấn vào phần My Balance để check số dư. Thì sau khi hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, các bạn sẽ nhận được là 5 token game. Và đây là link red của các bạn. Các bạn copy là link red đi tiến theo bạn bè để nhận thêm token. Thì qua một lượt refer, các bạn sẽ nhận được thêm là bao nhiêu token ta. Thì qua một lượt refer, các bạn sẽ nhận được là thêm là 1 token game nhé. Ok, như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 5 token game đến từ dự án NFT Mail. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.